Tôi thì những ngày nọ ngày kia là con gái tôi nó đi về, con gái ở trong Nam nó đi về thì nó cứ gửi mẹ lúc thì 50, lúc thì chết đi về thằng con trai. Thế ngày Tết mẹ chuẩn bị đi là bắt đầu như năm xưa bắt đầu mẹ đi, mẹ cho con gửi, thế là nó gửi 100. Thế năm ngoái thì chắc mẹ chuẩn bị đi thì không thấy nó nói gì, ta bảo vậy chứ. Thế này đưa ra ngoài ở chùa, thế nó lại rút ví ra nó đưa. Thì tức là năm nào nó nhớ thì nó đưa, mà không nhớ thì là mình dục nó đấy, anh tiêu nó rút ra.